VT News, kênh YouTube tin tức dành cho người Việt. Chào mừng các bạn đến với kênh CDT News. Sau đây là phần tin. Loại hạt thần kỳ làm tăng chất xám cho thai nhi mà mẹ bầu nào cũng phải ăn. Theo web trẻ thơ, em không biết là điều này có đúng cho hầu hết các mẹ không nha, chứ trường hợp mà em biết thì hoàn toàn chính xác nè. Chị là hàng xóm nhà em, chị xinh đẹp, nhà lại giàu có, chồng lại đẹp trai và là con nhà có quyền thế ở chỗ em ở. Chị hầu như có tất cả mọi thứ mà mọi phụ nữ đều khao khát. Nhìn chị hàng ngày tự lái xe ô tô tiền tỷ mà em thèm á các mẹ. Bản thân chị thì mở một shop thời trang, vì chị có mắt thẩm mỹ, biết chọn đồ nên bán đắt như tôm tươi luôn, giàu lại càng giàu. Nhưng đúng là ông trời chưa cho ai trọn vẹn bao giờ, có cái này thì mất cái kia. Đứa con gái đầu của chị bị dị tật thần kinh, giờ xem như là vợ chồng chị phải nuôi nấng và chăm sóc con bé đó đến khi nào chết đi thì thôi. Em nhớ khi đó, vốn sinh ra trong nhung lụa, cuộc đời được trải thảm, nên khi sinh con gái bị như vậy thì chị bị sốc ghê gớm, bỏ ăn bỏ ngủ sụt hơn 5kg. Em sang thăm nhìn chị như bị mất hồn vậy, ngồi kể chuyện chạy chữa cho con mà hai mắt chị đỏ hoe luôn. Giờ con gái chị được hơn 7 tuổi rồi, nỗi đau cũng qua đi, chị chấp nhận cuộc sống của mình bị khiếm khuyết như thế. Nhưng cái làm chị được an ủi là đứa con sau của chị lại cực kỳ thông minh nha các mẹ. Thằng bé ấy năm nay mới 2 tuổi mà làm em phục sát đất, nói rõ chưa từng có, nói chuyện thì huyên thuyên luôn. Lần nào em qua chơi cũng múa hát cho em nghe, thấy cưng dễ sợ luôn ấy. Thằng bé ấy cái gì cũng biết, có những cái nhóc con nói hay làm trò mà người lớn như em không thể nào ngờ là một đứa 2 tuổi có thể nghĩ được như vậy. Cách đây 2 năm, tức lúc chị chuẩn bị mang thai đứa thứ hai ấy, nói chuyện với chị thì chị rất sợ mang thai đứa nữa, vì chị sợ đứa sau sẽ bị giống đứa trước. Em bảo là bé lớn đã 5 tuổi rồi, chị cũng nên nghĩ đến chuyện sinh đứa nữa để hai chị em chơi cùng nhau, có khi con bé lại vui hơn ấy. Vậy mà ít thời gian sau, chị có bầu thật. Em ghé shop của chị chơi, chị bảo là cũng do vỡ kế hoạch mà thôi, chứ chị sợ lắm. Mà chị gặp rất nhiều vấn đề trong thai kỳ, tưởng là không giữ được con luôn ấy chứ. Mấy tháng đầu, chị bị ra máu, động thai nên không được hoạt động nhiều. Thế là chị giao shop cho nhỏ em trông coi giúp, còn chị ở nhà và hầu hết thời gian là nằm một chỗ. Cũng do lo sợ đứa con trong bụng bị giống như chị nó, chồng chị ráo riết tìm hiểu loại thực phẩm, bồi bổ và kích thích trí não cho con trai. Trong suốt thời gian chị mang thai, hễ em ghé qua thăm lúc nào là trên bàn cũng có hạt óc chó, hạt mắc cao hay hạnh nhân. Có lần chị còn mời em ăn hạt óc chó nữa vì nghe em bảo em chưa ăn bao giờ. Mà đúng ghê các mẹ, hình dạng của nó y chang hình bộ não á, ăn vào giòn, béo, bùi, em còn mê nữa huống chi bà bầu. Sau đó em có tìm hiểu về các loại hạt này có tác dụng như thế nào với mẹ bầu. Sau này có bầu em sẽ bồi dưỡng cho con em thành thần đồng, các mẹ tham khảo nha. Theo kết quả của các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng hàng đầu thế giới, có một loại thực phẩm được coi là một trong những thực phẩm hàng đầu tốt cho cả mẹ và bé, an toàn và có khả năng bổ sung cho cả mẹ và bé một sức khỏe tốt, nuôi dưỡng trí thông minh cho bé ngay từ trong bụng mẹ. Đó là hạt dinh dưỡng. Mẹ bầu có thể search trên Internet để thấy rất nhiều những lợi ích và dưỡng chất cần thiết có trong 100g hạt óc chó hay hạt mát cao, hạnh nhân. Chỉ cần bổ sung từ 5 đến 8 quả mỗi ngày, mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm về sức khỏe và trí não của bé yêu, hoàn toàn yên tâm ăn thêm một số loại thực phẩm tốt khác mà không lo bị kỹ nhau như các loại thuốc. Trong 100g hạt óc chó có chứa hàm lượng omega 3 gấp 5 lần cá hồi, chất xơ 7,1g tương đương một nhĩ, protein 15g, phospho gấp 2 lần ngô, kali tương đương một quả chuối, canxi tương đương 100ml sữa bò tươi, sắt gấp 2 lần cua biển và cực kỳ nhiều dưỡng chất cần thiết khác chống oxy hóa. Trong 100g hạt mắc cao có hàm lượng omega 3 gấp 8 lần cá hồi, protein gấp 2,6 lần đậu phụ, chất xơ gấp 8 lần ngô, sắt gấp 2,3 lần thịt bò, magie gấp 14 lần bông cải xanh, phospho gấp 8 lần sữa, K
kali gấp 2 lần chuối, các chất chống oxy hóa gấp 9 lần cam. Chính bởi những thành phần tuyệt vời như thế mà các loại hạt dinh dưỡng này không chỉ đặc biệt tốt cho mẹ bầu, cho bé yêu mà còn bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho người già, cho đàn ông, tăng lượng tinh trùng, người bị bệnh tim mạch hay tiểu đường. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.